Điện thoại hàng xóm kết nối vào rất là khó xử lý, nó đang nhấp nháy liên tục. Mang cái loa kéo này ra ngoài cửa hàng. Chào các bác. Một số bác thì trong quá trình sử dụng loa kéo ấy, thì thường gặp cái vấn đề đó là loa kéo bị lỗi phần Bluetooth, hoặc là kết nối nhầm với một cái thiết bị khác, hoặc là loa kéo bị một thiết bị của hàng xóm kết nối vào, ví dụ như là điện thoại của hàng xóm kết nối vào, thì lúc này là các bác rất là khó xử lý. Cho nên trong cái video này em sẽ hướng dẫn các bác cách reset Bluetooth loa kéo, tức là cách thiết lập lại Bluetooth loa kéo để có thể kết nối lại đúng thiết bị mà các bác mong muốn nhé. Đầu tiên khi mở loa kéo lên này, các bác nhìn vào trong cái màn hình LED của loa kéo. Nếu mà các bác thấy cái biểu tượng icon biểu tượng Bluetooth này nó đang nhấp nháy liên tục, nghĩa là loa kéo chưa kết nối với một thiết bị nào khác, thì trong trường hợp này các bác thực hiện kết nối điện thoại với lại loa kéo mà không thể được á, thì các bác thực hiện một bước đó là reset lại, tức là khởi động lại cái loa kéo xem thế nào nhé. Thì đầu tiên thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bác bấm lại nút mode để chuyển sang chế độ live, chế độ khác, sau đấy quay về chế độ Bluetooth để thử, sau đấy cố gắng kết nối bằng điện thoại lại lần nữa xem có được không. Cách thứ hai đó là tắt nguồn cái loa kéo đi đó, sau đấy thì bật lại, xong rồi thử kết nối lại xem thế nào. Trong trường hợp mà không được á, vẫn không kết nối được ý, thì các bác chuyển sang cách tiếp theo của em. Trong trường hợp là các bác thấy biểu tượng Bluetooth không nhấp nháy mà nó đang nằm nguyên im thế này, thì nghĩa là loa kéo đang kết nối với một thiết bị nào đó, có thể là kết nối với điện thoại trong gia đình bác hoặc điện thoại nào đó. Thì việc tiếp theo là các bác kiểm tra xem là loa kéo đang kết nối với lại cái điện thoại nào. Chúng ta sẽ thực hiện lên cái điện thoại đấy để ngắt kết nối với cái loa kéo. Ví dụ như điện thoại của em đây, thì các bác chỉ cần lên phần mục cài đặt. Tiếp theo các bác vào mục Bluetooth. Rồi tiếp theo tìm đến cái thiết bị mà đang kết nối, ví dụ như là đang sử dụng thiết bị Nanomax này. Thì các bác kích vào thiết bị này, rồi các bác nhấn cho em phần là bỏ ghép nối nha, nhấn vào bỏ ghép nối để ngắt kết nối với cái thiết bị này. Thì sau khi mà ngắt kết nối được với thiết bị thì các bác thấy chữ Bluetooth này lại nhấp nháy trở lại, nghĩa là loa kéo không kết nối với một thiết bị nào khác nữa. Thì bây giờ các bác muốn kết nối loa kéo với một cái điện thoại khác hoặc là tiếp tục kết nối với điện thoại này, thì bây giờ các bác vẫn làm lại như cũ, lại vào lại phần cài đặt của điện thoại, sau đó thì vào phần Bluetooth tiếp theo, tìm đến cái thiết bị mà cần kết nối. Ví dụ như ở đây là em có thiết bị là Nanomax, thì bây giờ em tìm thiết bị Nanomax đây, thiết bị Nanomax ở dưới cuối cùng đây. Bây giờ các bác ghép nối với thiết bị này, nhấn vào ghép nối đó, như vậy là các bác đã kết nối lại được với lại giữa loa kéo và điện thoại, đã kết nối lại được với nhau, biểu tượng Bluetooth đã không nhấp nháy nữa, coi như các bác đã kết nối được với thiết bị mới. Trong trường hợp ấy mà các bác áp dụng cả hai cách trên mà đều không được ấy, thì các bác thử kiểm tra ở trên loa kéo này ấy, xem là cái biểu tượng Bluetooth này có nhấp nháy không. Nếu mà không nhấp nháy thì chắc chắn là Bluetooth vẫn đang, loa kéo vẫn đang kết nối với một thiết bị nào đó. Thì các bác bây giờ, các bác không xác định được cái thiết bị đó là thiết bị nào ấy, thì bây giờ việc đơn giản là các bác hãy mang cái loa kéo này đi ra một khu vực khác, ra ngoài phạm vi kết nối. Ví dụ như là phạm vi kết nối cho phép của loa kéo Nanomax là từ 10 đến 15m là tối đa, đúng không ạ? Thì các bác chỉ cần đem cái loa kéo này ra phạm vi là xa hơn 10 đến 15m. Ví dụ như bây giờ hàng xóm là sát vách, đúng không? Thì các bác đem loa kéo ra ngoài ngõ xa 10 đến 15m, hoặc là ra khỏi cái khu vực nhà của mình là 10 đến 15m. Thì khi mà loa kéo nó với lại cái điện, với thiết bị cần kết nối như ví dụ như điện thoại ấy, nó cách nhau phạm vi nhiều hơn 15m thì nó sẽ không có sóng và nó sẽ tự động ngắt kết nối. Lúc đó thì loa kéo sẽ về trạng thái là không kết nối, biểu tượng Bluetooth sẽ nhấp nháy. Lúc đấy thì các bác mang theo một chiếc điện thoại, sau đấy thì các bác thực hiện kết nối điện thoại này với lại cái loa kéo giống như cái bước đầu tiên em hướng dẫn ấy. Thì lúc đấy thì cái loa kéo này có một cái đặc tính là sau khi nó ghép nối với thiết bị nào rồi ấy, thì nó sẽ ghi nhớ thiết bị đó và lần sau nó sẽ tự động ưu tiên kết nối lại với cái thiết bị mà nó đã kết nối trước đó, hoặc là nó ưu tiên kết nối một thiết bị mà gần nhất của nó có một chế độ Bluetooth. Thì lúc đấy các bác đã ghép nối được loa kéo với cái thiết bị mới này rồi, thì khi các bác đem về trở về nhà của mình hoặc là vào căn phòng của mình thì cái thiết bị của hàng xóm sẽ không ghép nối vào được nữa, giống như nó khóa ấy, thì lúc đấy các bác sẽ sử dụng được. Trong trường hợp mà các bác thử cả ba cách mà vẫn không được ấy, rất dễ có nghĩa là cái loa kéo này đã bị hư cái phần Bluetooth. Thì lúc này các bác hãy mang cái loa kéo này ra ngoài cửa hàng gần nhất, hoặc là cái nơi mà các bác đã mua cái loa kéo này để họ bảo hành thay thế phần Bluetooth cho các bác nhé. Ok, như vậy là cái video hướng dẫn của em về reset loa kéo, reset Bluetooth cho loa kéo kết thúc tại đây, và cảm ơn các bác đã theo dõi.